Video này dành cho những ai mà chúng ta muốn làm affiliate ở trên toàn thế giới mà chúng ta không giỏi về việc chúng ta làm video, nhưng bù lại chúng ta lại có một khả năng đó là về bán hàng rất là giỏi, thì đây là video dành cho chúng ta. Bởi vì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta làm affiliate ở trên toàn cầu. Và đây là cách mà mình cũng đã ứng dụng và đã hướng dẫn và chia sẻ cho rất nhiều anh em chúng ta bán hàng được ở bên thị trường Mỹ này, ở thị trường châu Âu này, thị trường châu Úc này, hay là Nhật Bản này, Đài Loan này, hay là Hàn Quốc. Vậy thì cách mà chúng mình làm như thế nào? Ví dụ như là bạn là một người rất giỏi bán hàng đúng không? Thì bây giờ mình đã tạo ra những cái kênh của mình có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow, và mình cũng đã có những cái nội dung rất là tốt về mặt về mang tính chuyển đổi cao. Và bây giờ chúng ta chỉ cần lấy những cái nội dung của bên mình thôi, và sau đó bạn chạy quảng cáo tại thị trường, ví dụ như bạn bán ở thị trường Mỹ chẳng hạn. Thì bây giờ mình lấy một ví dụ rất đơn giản như thế này nhé. Ví dụ bây giờ bạn muốn bán một cái sản phẩm chuyên về đó là đau đầu, vai gáy, mất ngủ, rối loạn tiền đình. Đây là một cái ngách mà bên mình đã tạo ra hàng trăm cái nội dung, thậm chí là hàng ngàn cái nội dung rồi. Và việc của bạn bây giờ đó là bạn chỉ cần lấy những nội dung của bên mình thôi, đó là bắt đầu bạn chạy quảng cáo ở tại thị trường Mỹ chẳng hạn. Thế thì cái người ở bên Mỹ, người ta thấy những cái nội dung của bên mình ấy, người ta thấy cái nội dung này đang nói đúng cái vấn đề của mình, nói đúng cái mong muốn của mình, đúng như nhu cầu của mình. Tức là khách hàng ở bên Mỹ người ta hỏi rằng là người ta muốn mua cái sản phẩm của mình. Thì việc của bạn bây giờ là chỉ cần bạn kết nối với khách hàng và bạn gọi điện và bạn tư vấn và bạn chốt sale với khách hàng của mình. Ví dụ như bây giờ bạn giỏi tiếng Anh thì bạn có thể bán cho người bản địa. Nhưng nếu bạn không giỏi về tiếng Anh thì bạn có thể bán được cho người Việt Nam ở tại Mỹ. Và người Việt Nam ở tại Mỹ thì có đến 2 triệu người lận. Hơn 2 triệu người thì đó là một cái số lượng người khách hàng rất là lớn, và để chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta hoàn toàn bán ở tại thị trường đó. Và sau khi mình làm cái bước đó là mình chốt sale rồi, thì việc của kế tiếp của chúng ta đó là giờ chúng ta chỉ cần gửi cái đường link để cho khách hàng người ta click vào đó, người ta mua hàng. Khi khách hàng click vào cái đường link đó người ta mua hàng đấy, thì cái đối tác của chúng ta ở bên Mỹ người ta sẽ đóng hàng, gói hàng, ship hàng đến cho khách hàng, và sau đó chúng ta sẽ nhận tiền được trong vòng 1 tuần. Đấy, và sau đó là 1 tháng, và sau đó là 3 tháng. Tức là nó sẽ tùy vào cái số tiền hoa hồng của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được ở những cái giai đoạn nó khác nhau. Đấy, và tương tự như vậy ở thị trường Canada, ở thị trường ở Nam Mỹ, hay là thị trường Bắc Mỹ, hay là ở thị trường châu Âu, hay là ở Nhật, Hàn, Đài, Singapore, hay là ở Mã Lai, hay là ở Thái Lan, hay là ở tại Úc, tại New Zealand, thì đều có cái cách làm tương tự như vậy. Và tất nhiên những cái ngách mà tụi mình làm ấy thì thường là sẽ có rất là nhiều video bên mình sẽ làm, đó là những cái video về tiếp cận khách hàng mới này. Rồi sau đó là khi mà mình tiếp cận một khách hàng xong ấy, thì thường khách hàng sẽ có vô vàn cái lời từ chối khác nhau. Và mỗi một lời từ chối như vậy thì bên mình sẽ làm ra một cái nội dung để xử lý cái lời từ chối đó. Và kế tiếp đó nữa là sau khi mà mình xử lý hết tất cả những lời từ chối rồi, thì điều rất quan trọng đó là khách hàng người ta có đủ niềm tin với mình hay không. Thì thường đó là bên mình sẽ lấy được đâu đó khoảng tầm 40-50 cái phản hồi khách hàng, và cũng thường xuyên lấy phản hồi khách hàng liên tục. Và việc khi mà mình lấy được những phản hồi khách hàng đó, bắt đầu mình lại chạy tiếp cận lại những cái đối tượng khách hàng mà người ta đã từng xem cái video của mình nữa, thì lúc đó nó gia tăng cái hiệu suất, gia tăng cái hiệu quả bán hàng của mình nó rất là cao. Thì đó là cách thức mà mình tiếp cận với những cái khách hàng ở thị trường ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thì đó là đối với những bạn mà chúng ta có khả năng sell, chúng ta sell rất là tốt, nhưng chúng ta không có kỹ năng làm video, thì đây là cái phương thức mà để cho chúng ta có thể áp dụng và chúng ta làm được điều này. Đấy, việc quan trọng đó chúng ta học có kỹ năng về bán hàng. Và nếu giả sử như bạn là người đam mê bán hàng, bạn thích bán hàng nhưng bạn không có kỹ năng về bán hàng, thì hãy theo dõi những cái video kế tiếp của mình. Mình sẽ có những cái video để hướng dẫn cho chúng ta về cái cách thức làm thế nào để chúng ta bán hàng tốt, làm thế nào để chúng ta chốt sale tốt, và làm thế nào để chúng ta chăm sóc khách hàng, để chúng ta upsell, để chúng ta bán những cái đơn thay vì nó chỉ có 100 đô, 200 đô, thì chúng ta bán một cái đơn đó là 500 đô, 1000 đô, hay thậm chí là 2000 đô cho mỗi một cái đơn hàng như vậy. Thì bọn mình sẽ làm một loạt series video để dành tặng cho tất cả anh em, để mà chúng ta năm 2024 ứng dụng affiliate để chúng ta không chỉ làm ở tại Việt Nam mà chúng ta có thể vươn ra với khắp mọi nơi trên thế giới.